Hello, Quang Lê xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình làm hướng dẫn viên du lịch cho phái đoàn ở Cali và Texas ở Dallas của anh Sáu là qua chơi nha. Hôm nay mình hướng dẫn viên đi xuống Downtown Chicago. Rồi mấy anh này cũng mấy chục năm rồi chưa có qua Chicago này chơi á, thành ra nay mình hướng dẫn mấy anh này đi chơi với ông cậu ở Cali qua. Rồi đây mình bắt đầu mình chạy xuống với Downtown nha cả nhà. Rồi chút xíu mình sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Đây mình đi tới Downtown Chicago nha. Quay mình có nhà bên đây đó là ngũ đại hồ. Còn ở đây là thành phố Chicago đây. Sắp qua rồi mấy cháu học sinh đi học hết rồi, thành ra cũng hơi vắng hơn. Hôm tháng 7 thì rất là đông. Đây là bãi biển bãi hồ đây nè, từ ngay tắm biển ở đây. Thành phố này rất là đẹp sẽ cả nhà, mùa hè rất là đẹp, mùa đông thì tuyết phủ hết trắng xóa. Lần trước đó là chỗ 12 con giáp nha, ngồi là đó chụp hình nha. Rồi mời cả nhà xuống đi vô nhà hàng ăn điểm sắm. Muối, muối, cháo trắng ăn với cháo quẩy nha. Và cái nước. Vì, tại vì vô miền Nam đây, mình có làm nước chế rồi nãy kia rồi. Đầu lòng đầu nước. Lòng ăn với bánh nước. Đầu lòng bò. Thì nãy là bò không? Ngon không? Ngon không? Cái gì? Cũng giống nhau rồi, giống nhau rồi. Để qua đây diễn ha. Để quay cũng được. Quay, để quay. Quay, giống nhau. Giống nhau vậy đây. Ăn xong rồi mình đi xuống tàu ra. Ra hồ Michigan chơi. Hả? Thứ sáu không đông, cuối tuần mới đông. À ha, đúng rồi, chị nói đúng. 12 con giáp nha, chụp hình rồi đó. Hả? Là cái này đang quay phim, chụp hình lấy cái phone kìa. Cậu vô đi cậu. Coi bốn không? Có
rồi, cho ngủ quỷ luôn đi. Vô đây. Vô. Ngủ quỷ đó. Em bà vô không? Thôi khỏi đi. Thôi. Kìa lấy qua máy chụp hình của ai đó. Thôi nó về giỡn, để lấy số. Đó, đây đây là 12 con giáp, thường thường đi du lịch hay gì tới đây nó hay chụp hình nè. Đây là cỏ chai na thao mới nha cả nhà. Đây là hình hạt đậu nha cả nhà. Ai đi tới Chicago này cũng chụp hình và quay phim ở đây. Đó. Cậu đang quay chụp hình nè. Đây quay quay em. Cầm máy quay đi anh, chạy anh về xe. Quay nha rồi anh chạy về xe. Ờ à, giờ đi ra luôn chứ còn đi về nữa chứ. Ôi, xong rồi. Xong rồi. Đường đâu? Không biết đâu rồi. Bây giờ đậu xe đặng phạt thấy mà luôn. Đây, tao tao Chicago đây. Đẹp không sao? Ở đây đẹp không? Đông, hơn là cứu, đây là thứ 7 trong vực còn đông dữ nữa. Ừ. Đây, cái nhà đi xuống chụp cái tòa nhà của ông Trâm, cái xe thao của ông Trâm này. Đây là đường này, đường Michigan nha cả nhà. Ai cũng nhảy xuống chụp hình đó. Đây hôm nay phải đoàn đi ra nơi về phe nha. Đi lên đây nè, lên đây chụp hình đi rồi hả đi tàu. Đây vòng xoay nè, chỗ trò chơi của người lớn ăn nít gì chơi cũng được. Còn em đi không? Đi rồi, đi. Đi đó phải mua chai bia ngồi hay sao? Đi lên đó phải mua chai bia ngồi đi mới vui. Mấy người ở Cali qua và đi sáu đến sáu ở Texas và thấy cảnh đẹp quá, vui thích. Chỉ đó đây đẹp quá. Cali đi dễ có về, còn Chicago sao ta? Đi gần quên về luôn. Đây là ở trên quay xuống dưới biển nè, có biển hồ. Có ông cậu ông đi hả? À? Muốn đi đi. Hả? Đi vui vui. Sao vậy? Trời trời. Có. Sao sợ sống rồi? Ờ. Đi thôi à. Đi tàu đi chứ đi. Đi tàu đi, đi tàu trước đi. Dắt đi đâu? Đi tàu trước thì đi. Ừ. Đưa cậu chụp hình không? Để đây tôi chụp cho. Đây đứng ngay góc đó kìa. Kìa em lại chụp hình cho cậu cái đi. Bây giờ gửi về cho mấy em thấy ra cậu. Chụp lên đây nè, quay quay góc này chụp tới thành phố nè. Tại sao sao đi qua đây thấy thế nào? Đi qua đây cảnh đẹp á. Chỗ nào cũng nhiều chỗ chơi, tham quan. Vui không? Ừ. Rất là tuyệt vời. Ở bên đây là nhiều bài tiết. Rồi giờ bắt đầu đi xuống tàu nha, muốn đi tàu lớn hay tàu nhỏ? Đi tàu lớn hay tàu nhỏ nó dăng nước cho lắm à. Tàu lớn hả? Đúng rồi, đi tàu lớn. Tàu nhỏ nó dăng nước là nước mình á. Rồi. Đó vô rồi đó. Nghe cái nước nhỏ á ra thì nó mới lại. Rồi nó bấm trong cái máy cây cây luôn.
Rồi nói lại đi nè. Vui quá, hôm nay đi vui quá. Thì lúc gặp thì lúc này gặp lúc khác. Để cứ cho nó đi thôi. Rồi bye nha. Đây đi tàu mà sợ văng nắng đi vô ngồi cho mát nè. Sao có cảm nghĩ gì đi đi tới Chicago sao? Thì Chicago nhìn cảnh đẹp chứ gì. Rồi... Nhưng mà kẹt cái không có gái nha. Ờ. Nhiều trên có gái này là có gái này là. Có gái nhưng mà gái già thôi. Còn cậu đi qua Chicago cậu kiếm hoài mà chưa thấy. À, đi kiếm hoài chưa gặp. Đang đi kênh hỏi cậu. Sao cậu vui cậu? Hả? Đi Chicago vui không? Chicago rất là vui. Đẹp không? Đẹp. Còn cảnh nhiều. Cảnh rất là tuyệt. Nhà lầu á, nhà đây nhà khổ lắm, không có đất đó, thành ra ta cất nhà cao cao vậy ta ở rồi. Chicago nghèo quá không có đất. Đây có bia nè, uống bia không? Đây có bán bia rượu luôn nha. Uống cho vui. Không ai chịu uống hết đòi về nhà uống rồi. Đây cảnh mấy nhà lầu cao này. Đại quan đi dắt hướng dẫn viên du lịch chuyến này chuyến thứ hai rồi. Quá đẹp, cảnh quá đẹp. Đây nước xanh trong. Cái tàu vàng vàng đó là tàu chạy tốc độ đó nha. Nước sóng văng lên ướt cả người luôn. Hôm nay khí hậu ở đây đẹp, khá là đẹp. Gió hiu hiu ta 78 độ. Bữa nay thứ sáu với mấy em học sinh đi học thành ra cũng hơi vắng, không có đông lắm. Rồi tàu rời bến rồi. Thành phố Chicago rất là đẹp nha cả nhà. Đây là hồ nước ngọt nha. Những người sống chung quanh gần thành phố Chicago này xài nước ở cái hồ này. Đây tàu chạy 40 phút. Tàu 2 tầng. This is a United States Coast Guard inspected passenger vessel. We do carry life jackets to be used in the event of an emergency. Adult life jackets and children's life jackets can be found just behind the wheelhouse in marked cabinets. Additional life jackets are located on the lower deck in large marked chests. Children's life jackets are for anyone under 90 pounds. In the event of an emergency, the crew will instruct you to buy a life jacket. Chùm đầu, chùm khăn, you must also ask for your own safety that you do not stand on a handy seat or bench or lean over the railings at any time. You may move about the boat, but please do so with caution. Use the handrails when using the stairs to and from the upper deck. Chạy 40 phút nha. At any time, the captain may require you to return to your seat and remain seated until told to get up. This includes departure and docking. There are heads or restrooms on board the vessel. Bữa nay thời tiết khá là đẹp.
Rồi chạy ra ngoài đó, gió mát à. Những hành khách này mà đi Cường này là đó giờ chưa đi tới Chicago. Ngay Cường cũng đi chưa bao giờ đi tới Chicago. Cậu với Sáu thì có tới rồi, còn chị Sáu thì chưa tới. Này đi, chị nói đi lần này muốn đi nữa rồi. Along the beautiful and historic Chicago lakefront, where we will see the centerpiece of the city's beautiful 17-mile stretch. Nếu như cái nhà nào chưa có đi tới Chicago thì đi một chuyến cho biết nha. Thành phố đây rất là đẹp. Còn đi đi Cali nhớ ra ghé bánh mì dăm mì nha, dăm mì nha của em trai của anh Cường nè. Bánh mì nhân mì có trứng trứng muối à, rồi nhiều nhiều nhân, ít ít bánh, ít ít bột. Đó chiếc tàu đó là cũng cũng chạy du lịch đó. Rồi ra đây gió lạnh hay mát thấy chưa? Nè tàu này tàu chiếc tàu sao á, chiếc tàu sao á. It is now a popular recreational sao sao là có đi ngờ ở trên đó đó chị Sáu. It's one of the top cultural attractions in Illinois. Tàu đó là của quân đội hay gì visitors every year. Attractions include the Children's Museum, the Chicago Shakespeare Theater, the chiếc tàu này là chạy nó có đi ngờ ở trên đó đó. Concert halls, convention space, bars. Đây có hotel luôn đó. Đó có hotel kìa. One of the most prominent attractions at the pier is the Ferris wheel called the Centennial Wheel because it opened on the 100th anniversary of Navy Pier in 2016. This is a new model, the DW60, designed and constructed by Dutch Wheels, the Netherlands-based company that built the pier's first wheel. Đây giờ đi chơi vòng vòng ở Ferris wheels. Đào thao Chicago tối nay về nhà quan nha. Anh em lai rai. Significant features include two-sided enclosed cars that allow for easy loading and unloading, a fortified structure to withstand winds at 115 miles an hour, and safety glass cables for maintenance. The original Navy Pier Ferris wheel was relocated to Branson, Missouri in 2016 and is still in use there today. The very first Ferris wheel ever debuted here in Chicago. 1893 at the World's Fair, also known as the World's Columbian Exposition, designed by a bridge builder George Washington Ferris. It was Chicago's response to the Paris World's Trên Fair. Này nó có cái nhà hàng lớn lắm. Chicago and the world a moving Eiffel Tower. During the Second World War, Navy Pier was an active naval training base where pilots were trained for aircraft carriers. Trainees included the first President Bush. After the Second World War, the Navy Pier was quay chỗ khác là cũng vậy à, em đừng có ngồi, đi ngồi cho tới chưa lui. Đó, họ nó quay ra đây là nắng nè. Quá đẹp luôn. Đẹp không sao, thành phố tôi đẹp không? Đẹp chứ. Đẹp hơn Dallas, Texas, Texas là kênh Cà Bồi thôi. Đẹp hơn Cali luôn. Đẹp hơn Cali luôn hả? Wow, ta nói đi Cali đi dễ có về, còn còn Chicago thì sao? Đi quên về luôn. Lạnh không cậu? Lạnh không? Mát cái đô là mát hả? Nãy nóng giờ mát rồi nè. Đó. Nó chạy vòng đây rồi cái chạy vòng qua vô chạy vô cho nó. Hồ này là nối liền năm tiểu bang luôn. Nối liền năm tiểu bang luôn. Đây là ngũ đại hồ nha cả nhà ơi. Giáp Canada, Michigan, Ohio nè. Wisconsin nè. Illinois nè.
Indiana nó nằm về hướng đây. Indiana. Bên đó là có sòng bài hô su rất là lớn. Đi coi luôn hả? Đi lâu rồi, lâu lắm rồi. Cả trăm năm vậy. Bên này là chỗ quân đội á. Còn cái chỗ kia là có máy bay mà của để diễn hành đó, được rồi, nó diễn hành 4 ngày. Bay ESO á. ESO ở ra đây có sống không? These are water intake cribs, which supply the city of Chicago with drinking water from Lake Michigan. Water is collected and transported through an underground tunnel from the cribs. Ở đây á là thị trường của lính quân đội á, là đây chạy làm tổ chức ESO rồi trong đó nó bay ra. Còn trước đó là cái sân bún bò. Còn ngay trong này á là khu triển lãm cá sống rồi bơi lội rồi đó. Còn nhà triển lãm bên kia là xương con này con kia. Viện bảo tàng á. Viện bảo tàng khủng long đó. Nãy con nói bà ghé viện bảo tàng phải chưa? Chưa. Chưa biết rồi, đi ngang con nào chưa ghé. Đi phía mà thật ra nếu mà coi viện bảo tàng khủng long á là phải qua bên đâu, con em nói là lớn nhất ở đây luôn á, nước Mỹ là ở đây là lớn nhất. Ở đây mấy con khủng long bự lắm. Bự lắm, bự nhất luôn. Nó là lâu đời mà. Lâu lắm rồi, tôi không vô đó, tôi vô đó ngon lần. Để hả? Ở ngoài này là cá sống nè, cá bơi lội trong hồ á, làm như là cái hồ bơi vậy đó. Còn ở trong kia, chỗ mình chờ gần cái sân đó là cái chỗ trưởng lãm á, nhà trưởng lãm á. Nói là viện bảo tàng khủng long. Ừ đúng rồi. Không phải, nó nằm qua đây. Chỗ mình chạy ngang bước qua kia tôi chỉ đó. Nói giờ quay ngược trở lại nè. Cái này đi ban đêm thì tuyệt vời hơn. Chicago played host to the World's Columbian Exposition, a world's fair to commemorate Columbus's arrival in the Western Hemisphere. The fair took place on the south shore of Lake Michigan at what is now Jackson Park. This is where the fair's chief designer Dan Hatton designed the white city canvas for the center of the fair to his nè nè, về có gió có sóng dữ rồi nè. Giờ quay trở lại trở về vị trí cũ. Cặp bến không hay luôn nè.
nó thu hút đẹp, thu hút về cái xây. Đây về tới nhà rồi, hôm nay mình sẽ tới mấy món nhậu nha. Hộ phẩm luộc ốc, ốc xả, ốc hương nha. Đó, còn mấy món ngoài đây là bò, bò nướng. Đây, ở ngoài này nó hơi có ruồi, thành ra đậy lại. Đậu nướng. Cường ăn bánh ăn chè hả Cường? Đây chút xíu nữa hát chảy hát công tử mua sushi ngon nhậu với sake bữa nay nha. Có ông già nằm chèo eo kìa. Bây giờ chưa không? Thì, đây con con ma sò nướng rất mỡ hành nha. Mới qua đây bò tát thì mới gặp bà hậu khỏe không đó. Còn ai nữa không? Còn hai người nữa thôi. Quê ở Việt Nam ở đâu? Ở Cần Thơ, có ở Cần Thơ. Đây là ông bố. Ở Việt Nam luôn á. Rồi vô đây cậu với bố lai ra trước đi. Tôi ở gần nhà anh Quang. Ở bên đó hả? Đây cà ri. Bên đó con qua mấy lần rồi đó. Cà ri dịch lên rất không cho hết. Mẹ nhà tôi lên nhà nói cắt ra chị Sáu với Sáu ăn nửa miếng trước đi. Nhà tôi sát Cần Thơ tôi nhìn thấy luôn mà. Đó. Rồi hát công tử tới. Sushi sushi. Cái gì vậy? Đây Cường đang sắt cá thu nà. Mật sashimi. Ok. Wasabi làm đúng bài luôn ha. Đó. Ăn về cái ẩm chất miền quê mình chứ. Ốc hương xả. Hồi nãy có bỏ lá chanh vô không? Có. Sao vậy là nuốt rồi. Thôi chừng cái bụng không yếu nghe không ăn. Đâu ăn đâu. Bụng yếu quất vô coi chừng á. Cái nồi này chắc phải để bên cái nồi gì á? Cà ri. Cà ri. Cà ri. Thì để ăn chứ đỡ không thôi để đó là cái gì khỏi ăn. Khỏi ăn luôn đúng rồi. Có tôm kìa, lấy ra tôm ra. Tôm nè, tôm. Đây là cái video này là kỷ niệm mấy anh em mình lâu quá không gặp ở Chicago nha. Chú với bố với cậu đi chơi rồi giờ ăn nhậu. Ngon không? Gửi đâu à? Hả? Gửi về Việt Nam quê hương bà chào ông bố. Hay hay không?